loại gì khác á, mình xuống dưới á, mình chia cưa hai nấu dầu, hoặc là mình bị phạt những hình phạt là mình phải đọa địa ngục. Có những người nếu mà không đọa địa ngục sau này biết tu tập trở lại á, thì sau này quả mai của họ đó còn được cái duyên phước đó, họ biết quay đầu hướng thiện lại đó, thì họ sẽ chịu cái quả đầu thai ở làm người làm bé. Người ta mình có chồng chồng mình có vợ bé, mình đau khổ sau này mình cũng giống vậy đó, anh hiểu ý em không? Hoặc là mình quen sau này mình làm con gái, mình quen bạn trai, gặp ai cũng kiểu lừa tình mình hết, mình đau khổ vậy đó. Mình gieo cái nhân là hễ sát, mình nhận là cái quả là hễ sát, rất là đau khổ, hễ đau khổ gì hễ sát và đau khổ tinh thần. Sau mà mình làm bé người ta, mình lén lút mà mình không được yêu thương nè, có nghĩa là mình đã có con với người ta rồi, mình bỏ không được mà mình đến không xong, mình vợ lớn người ta phát hiện, người ta đánh đập chửi mắng mình cứ theo hoài, thì mình gieo cái nhân gì thì mình hưởng cái quả đó, là như vậy. Còn cái chuyện mà nếu mà quý vị biết quay đầu hướng thiện thì vẫn bị trả quả nha, chứ không phải trả quả. Chúng ta quay sau này sẽ bị người ta lừa gạt, làm cho mình đau khổ giống vậy, tại mình làm cho người phụ nữ kia đau khổ, còn mình sau này mình nhận cái quả là đau khổ như vậy. Rồi nếu mà chúng ta quay đầu lại thì còn trả quả được, còn nếu không xuống dưới là chưa hai nấu dầu, đó là quả nó cưa hai nấu dầu là gì. Như nếu mà như vậy thì người nam có bị gì không nội dung có chứ anh. Tại vì cái này là do người nam, tại vì nếu mà anh đẹp trai, anh có tiền, anh nhà giàu thì cái điều này đương nhiên tất cả người phụ nữ sẽ quay quanh anh, nói chuyện bình thường. Nhưng mà anh là người có bản lĩnh, anh bước ra được, anh không quen ai cả, anh là biết đây là người phụ nữ là cùng tôi đó giờ rất là tảo tần, sớm hôm bây giờ mới được cái công danh sự nghiệp này, anh vượt qua được thì anh được cái là người phước báo, anh được là nhân đạo rồi đó, phước báo đó, anh chết là được làm thần đó. Thì cái này là mình nói là cái chuyện đó nó bình thường thôi, còn cái chuyện mà cái chuyện mà bị nhiễm thì hồi nay ngày nay ai cũng bị nhiễm hết trơn, nhưng mà cái chuyện có vượt qua không, có gì gieo cái gì cũng bị gặp cái đó, có gieo cái gì gieo ít cho ít, cái gì gieo nhiều cho nhiều. Ví dụ đi, vợ mình không hơn, mình hơn cái cô gái này, mình đưa tiền cho cô gái này thôi xong hơn, mình chấp nhận bỏ vợ mình theo người này luôn, và cuối cùng là gì, hai người đến với nhau rất là hạnh phúc, có thời gian sau nó bỏ mình đi theo người khác, tài sản mình mất trắng hết, mình đi lang thang, là quả báo hiện tiền luôn. Một rất nhiều câu chuyện, chứ không phải bây giờ là một câu chuyện mà một hai câu chuyện, mà mình thấy rất nhiều câu chuyện mà bỏ vợ bỏ con đi theo người khác bị có báo rất là nhiều, ngay hiện tiền luôn, chứ không phải chờ kiếp sau. Nếu chúng ta sống mà chúng ta còn chờ kiếp sau á quý vị, là mình không có biết được, tại lúc đó mình chuyển kiếp mình đã uống canh ảnh bà rồi, bây giờ mình sống hiện tiền gì nè, mình thấy gì để mình tu, cái kiếp sau cái mình không biết, cái mình nói trời ơi kiếp này có làm gì đâu mà khổ như vậy, mình đâu có biết, tại vì mình ăn cháo lúa rồi, còn kiếp này là mình còn khổ, mình còn ý thức được mình phải tu. Có những người hiện tại họ, nếu mà nghe em nói bài này đó, rất nhiều người quý vị có khi là mình nói dùng từ là khổ quá đó, cái đầu mình làm liều á, mình nhắm mắt đưa chân làm liều, có nghĩa là cái yêu cầu của người ta là mặc dù là ăn bánh trả tiền, tức là xong một lần rồi thôi, nhưng mà cũng là cái nghiệp gì, tại sao chúng ta khổ quá, chúng ta không tìm cách nào đó mà chúng ta đi làm cái công việc đó, cái gì, cái đó là cái nhu cầu của người ta, cái này là mình có tiền, mình cần tiền, mình cho người ta, mặc dù là không có kiểu mà không phải là tiểu tam đó, không phải là tiểu tam, có nghĩa là không có qua lại, chỉ là một lần thôi chúng ta cũng mang tội nữa, đó là cái tội gì, tội tà dâm đó. Thì nghĩa là mình quan hệ với người không có chồng, theo cái kinh Phật nha, không có chồng mà trước hôn nhân cũng là tội nữa. Sau này là mình tuổi trẻ, mình giờ là hiện đại, chứ hồi xưa đó nếu mà nói là gì là cũng là tội, nên bây giờ mình nói sau chuyện này thì nó không hay. Nói chung là quý vị thấy ai có tiền có điều kiện mà quý vị đi theo như vậy không tốt, tự mình làm đi, tự mình làm mình có ăn, thì người ta làm cũng gây dựng cực khổ lắm, người ta mới có điều kiện. Bây giờ mình thấy người ta đẹp trai, bây giờ có phong độ, có tiền, quý vị đi theo để quý vị rút ngắn con đường đau khổ. Thì hôm nay gặp lại Mỹ Dung ha, nhiều khi quý vị thì Mỹ Dung ơi, thì cũng có nhiều khán giả gửi đến cái chương trình này có nhiều câu hỏi. Thì câu hỏi đầu tiên thì cũng gửi đến cho Mỹ Dung, mong Mỹ Dung chia sẻ ha. Thì làm sao để giữ tròn chữ hiếu giữa mẹ chồng và nàng dâu ha Mỹ Dung? Mong Mỹ Dung chia sẻ ha. Cái câu hỏi này khó quá. Nói chung là thì trước tiên em xin trả lời câu hỏi này, em gửi lời chào đến bà con cô bác trong vòng nước, cùng anh chị em. Nói chung khi mà mình còn là con gái á, mà sống trong vòng tay của cha mẹ, được yêu thương quen rồi, khi mình lớn lên á, mình lập gia đình, thì mình sống trong một cuộc sống mới á, còn rất là nhiều bỡ ngỡ, và cuộc sống mới á, nó hoàn toàn khác lạ so với gia đình của mình. Là từ cuộc sống là một người được yêu thương nè, được cha mẹ nuông chiều, khi chúng ta có những người bây giờ hiện đại là con gái không có làm đầu bóng tay nữa, khi lấy chồng về chưa biết bắt nồi cơm nữa, chưa biết làm đồ ăn nữa đó. Thì bước qua cuộc sống mới là bắt đầu là mình làm, người ta nói là người trưởng thành đó, thì nó hoàn toàn khác hẳn với cuộc sống của trong gia đình của mình.
thì có khi có những mẹ chồng đó, nói chung là thương con đó, thương con trai của mình rồi thương con dâu của mình, nhưng mà có những mẹ chồng thương con trai của mình mà không thương con dâu của mình, nó nói chung là đâm ra nhiều trường hợp khác nhau lắm. Có những người họ có phúc phần đó thì họ lấy chồng đó, họ được mẹ chồng yêu thương con gái ruột vậy đó, có nghĩa là khi mà lớn lên họ đã sung sướng, bây giờ gia đình chồng họ cũng sung sướng luôn, được nấu cơm nấu nước nè, chỉ đi làm về hết giờ công sở về là mẹ chồng lo cơm nước, thì đẻ con ra thì mẹ chồng yêu thương luôn, cái đó là mình không cần phải làm gì hết, nói chung là tự động là hưởng quà luôn. Và có những cảnh là mình phải nhẫn chịu để mình hưởng quà, đó là mỗi trường hợp nó khác nhau. Nhưng mà làm sao bây giờ, nếu mà mình có phước á, mình được mẹ chồng yêu thương thì sống rất là hạnh phúc và an bình, còn nếu mà mình không có phước thì phải không đó, thì cái chuyện gì chúng ta phải nhìn lại tại sao mình như vậy, tại sao mà người ta có, mình nói là có bà già chồng thấy ham mà mình có bà già chồng nhìn thấy đau lòng vậy đó. Thì nói chung là mình phải biết là do cái nghiệp lực của mình thôi, mình cứ mình gắng chịu đựng, mình sống, mình tu tập đúng theo cái đạo làm người, thì mình giữ tròn chữ hiếu đó, mình nói chung mình làm tròn nhiệm vụ của mình, thì mình đi hưa về trình cơm nước lo cho mẹ chồng mình đàng hoàng đầy đủ, thì mỗi tháng mình có lương thì mình gửi cho mẹ một chút để mẹ tiêu dùng trong cuộc sống, thì mình cứ sống như vậy là hưởng quà đi, rồi nhà cửa mình làm hết công việc nhà, nếu mà mẹ chồng mình yêu thương mình thì mình không nói gì hết, còn nếu không yêu thương thì thôi, mình đã làm tròn bổn phận của mình rồi, không có gì nói chung là để mà mình tiếc nói nữa, tại mình đã sống đúng rồi đó anh. Còn nếu mà mình không được yêu thương thì thôi, chứ bây giờ em biết nói thì sao giờ. Còn có quý vị mà đã biết được đạo Phật thì quý vị cứ niệm Phật mỗi ngày, hồi hướng cho quý vị tổ ông bà, cho ông bà xây chuyển, cho mẹ chồng con yêu thương con, đừng có khó chịu với con nữa, tại vì cái duyên phước của con nó không được như người ta đó. Thì mình cố gắng mình tu tập để mình chuyển cảnh, để mình sống với cảnh mình không thấy đau lòng. Vì có những người họ đâu có phải mà cố gắng mà hòa hợp, họ tự động hòa hợp luôn, tự nhiên sinh ra là đã hòa hợp rồi. Nghĩa là mình được yêu thương, mình được từ gia đình của mình và từ khi bước qua gia đình chồng cũng được yêu thương, không phải bỡ ngỡ gì nhiều. Bây giờ có nhiều nói chung là thời buổi hiện đại đó anh, thì cũng không có giống như hồi xưa, không có quá khắt khe. Còn hồi xưa thì khắt khe, còn bây giờ thì hầu như là đa phần mẹ chồng đều rất là thương con dâu, là do làm sao hồi xưa là mình sinh đẻ nhiều, một người là 6-7 người con, nên nói chung là kinh tế khó khăn. Còn bây giờ là người có người hai người con, bây giờ là rất là yêu thương con dâu, nên bây giờ cái chuyện hưởng quà hầu như em thấy cũng đa phần cũng có đó. Chỉ còn là những người họ có tính phong kiến ấy, thì thôi hơi khó thôi, chứ chúng ta tu tập, chúng ta chuyển làm sao chuyển từ khó thành dễ. Chúng ta thấy con dâu của mình không biết nấu cơm, không biết nấu nước, không biết dọn dẹp thì mình phải dạy, tại vì hồi đó ta ở bên mẹ ta đâu có biết làm đó, mình về mình dạy từ từ, cái gì mình không biết thì mình dạy. Có những người họ rất là dở, em nói là rất là dở luôn, nhưng mà về tự nhiên thời gian sau mình giật mình, trời hồi đó nó dở gì mà sao giờ nó giỏi cái gì, nó cũng biết làm hết trơn, đúng không? Có những người hồi đó lấy chồng chưa biết nấu cơm mà bây giờ hầu như bây giờ là món nào cũng biết nấu, rất là giỏi luôn. Là do làm sao, là do ăn thua, là do cái sự khéo léo của người mẹ chồng, người mẹ chồng như thế nào. Nói chung là người ta nói câu gì nè, con gái là con của người ta, con dâu mới đích thực mẹ cha mua về, con gái là con của mình đó. Thì mình các bà mẹ chồng, nếu mà con gái mình dụng, con dâu của mình dụng về đó thì thôi, nó ở đời với mình đó, cái gì mình không biết mình dạy từ lại. Còn nếu mà quả phước đổi lại, có những cô con dâu rất là hổn, thì mình phải nghĩ đó là nghiệp của mình, mình phải tu tập để như thế nào đó mình làm tấm gương, cái gì mình sao con dâu mình mới hổn, mình để đổi lại trường hợp sao nó mới hổn với mình. Thì ra mình nói chuyện không có đúng, để là mình nói chuyện lặt đi lặt lại, hay là mình nói chuyện mà mượn gió bẻ măng, hay là mình không có mình cờ bạc này nọ đó, thì đâm ra con dâu mình không có tôn trọng mình. Chứ nếu mà quý vị sống đúng đàng hoàng đi, mình nói chuyện là nói mình rất có trọng lượng và giá trị. Còn nếu mà mình không có được con dâu của mình nó tôn trọng thì mình cứ tu tập đi. Bởi vì bây giờ mình đó thằng trai mà giờ nó cứ mê con nhỏ này quá rồi, nó không có hiếu với mình. Giờ mình từ con mình thì mình từ không được, mà mình ở thì mỗi ngày giống như là trong cái địa ngục vậy đó, rất là khổ. Thì bây giờ mình nếu mà mình biết tu tập á, mình biết Phật pháp rồi thì không còn là đau khổ nữa. Mình đừng có nhìn nó mà mình nhìn chính mình nè, mình quay về chính mình, mình tu tập tự nhiên cuộc sống mình nó nhẹ nhàng, chứ mình đừng có nhìn cái cảnh xung quanh nhiều quá. Thì không mấy mình về mình ở riêng hay nào đó, nói chung mình giữ trụ cho mình những trường hợp mà xấu nhất có thể xảy ra. Chứ nếu mà chúng ta sống đúng là không có ai dám có thể là nói nặng nói nhẹ mình, tại vì mình cũng phải xem xét lại mình, theo quý vị. Thì nói chung á, thì chúng ta phải biết tu tập thì chúng ta hiểu được cảnh, thì chúng ta cố gắng chấp nhận và chúng ta chuyển hóa nó từ từ. Cái đó là em đã hướng dẫn là quý vị cứ tu tập đi, rồi chuyển hóa xin cho
của quyền pháp tổ ông bà chuyển cho mẹ con bá dễ với con, đừng có khó con nữa, cho biết yêu thương con. Thì quý vị sống bằng tình thương thì sẽ đối lại tình thương. Như có câu chuyện này nè, cái con dâu này rất là khó, kiểu là con dâu này nghĩa là có bà già chồng rất là khó, và hầu như là ghét luôn, ghét bà già chồng, rồi muốn bà già chồng nghĩa là muốn cho bà chết đi đó, thì mới đến mấy mấy xin ông thầy có cái liều thuốc nào mà uống cho người ta chết không. Cái mấy tâm sự là bà già chồng nó khó khăn như thế này thế nọ đó, thì ông thầy đó ông mới không có bóc thuốc chết, mà ông chỉ nói cô cho cô lấy thuốc này nè cô uống cho bà mẹ chồng uống đó. Rồi mỗi ngày con nói mẹ ơi mẹ uống thuốc đi, thuốc này thuốc bổ đó mẹ, mỗi ngày tính giờ cơm thì cô phải lo lắng chăm sóc cho mẹ cô đi đó. Thì cô này làm theo, nói mừng quá ông thầy này cho uống thuốc để về cho bà già chồng nó mất á, cho cô khỏe. Thì mà ông thầy đó ông nói nè đây thuốc nè, thuốc này là cô về cô nói với mẹ cô là hút thuốc bổ nha, đừng nói là hút độc nha, cô mỗi ngày cô dụ mẹ cô uống vậy đó, rồi tính giờ cơm cô lo lắng cô chăm sóc đàng hoàng đi đó. Cái bắt đầu là cô này nghe lời giống vậy ha, nghe giống vậy bắt đầu là tính giờ cái đầu cho đưa thuốc cho mẹ uống và năn nỉ mẹ uống, và đầu chăm sóc người mẹ. Và người mẹ tự nhiên thấy con dâu này có hiếu, bắt đầu là hết khó khăn tự nhiên thương thương yêu ha. Cái bắt đầu cái cô này mới hối hận, mới khóc. Nhưng mà mới khóc, mới hỏi sao vậy. Con nói gạt mẹ là thuốc này không phải thuốc bổ, bao nhiêu lâu nay là con đưa thuốc độc cho mẹ uống. Rồi bắt đầu là cô thì bắt đầu cũng mới biết là do mình thế nào, như mẹ mới khó. Bắt đầu cô đó mới đến xin ông thầy thuốc cho thuốc nào quá giải cho mẹ cô uống, đừng có chết không. Tại vì đó giờ cô uống bao nhiêu thang gì đó là có thể là mẹ chết. Thì ông thầy thuốc mới nói á, à thì ra này tôi giả bộ thôi, thuốc này thuốc bổ chứ không phải thuốc độc. Tại vì cái gì do tâm của mình, do con người mình, do cách cư xử với nhau. Quý vị sống yêu thương sẽ nhận lại yêu thương thôi. Đó là mình phải biết quá giải bằng cái tình thương ha. Có tình thương sẽ quá giải được tất cả. Câu trả lời của em là gì? Có gì thì quý vị bỏ qua cho em. Nam mô Di Đà Phật. À, thì cũng cảm ơn Mụ Dung đã chia sẻ về câu chuyện nhà mẹ chồng nàng dâu. Thì Mụ Dung ơi, thì cũng có khán giả gửi về cái chương trình là hỏi như vậy, là Mụ Dung mong Mụ Dung chia sẻ ha. Thì cả đời người ta niệm Phật, nhưng mà đến lúc lâm chung á thì người ta lại là không muốn niệm Phật nữa. Thì mong Mụ Dung chia sẻ cái câu đó là như thế nào hả Mụ Dung? À, cái chuyện thì bình thường, giống như nó như vậy nè, em không trả lời câu hỏi này mà em trả lời câu hỏi khác. Có những người họ ăn chay cả đời mà gần cuối đời họ ăn mặn, nó cũng giống như cái câu hỏi mà tại sao mà cả đời niệm Phật lúc mất không có chịu niệm Phật. Thì cái lúc đó là cái nghiệp của họ lôi kéo, cái quan gia lôi kéo họ đó. Thì quý vị cũng phải biết đó là quan gia lôi kéo thì thôi, nó đã gõ như ban ngày thôi. Bây giờ là có cái gì, có đội hộ niệm. Khi mình nhắm là mình không có định tâm định thần được đó, thì mình nhờ đội hộ niệm lại gia đình đó, biết người thân của mình có tu tập, những người gia đình mà có hướng thiện tu đó, thì mình nhờ đội hộ niệm lại niệm Phật. Thì ngày nay là cái đội hộ niệm tên niệm nó đâu có lấy tiền đâu, quý vị cứ hỉnh các vị lại niệm vì cho người thân của mình được ra đi nhẹ nhàng. Lúc mà lâm chung hôn mê ha, nhất tâm niệm Phật được vãng sanh vị cõi lành, đó là như vậy thôi. Thì cái câu trả lời của em là như vậy. Nam mô Di Đà Phật. Thì cũng cảm ơn Mụ Dung đã chia sẻ ha. Thì cả nhà mình á, có câu hỏi nào hay á, thì gửi đến cái chương trình để Mụ Dung cùng giải đáp nha. Thì chúng theo như Mụ Dung họ nói á, thì cũng có cái câu hỏi như vậy. Thì khi mà hộ niệm á, người sắp lâm chung á, thì mình phải tụng như thế nào cho đúng nha Mụ Dung? À, Nam mô Di Đà Phật. Vì câu hỏi này hay đó mà. Phải nói là hay. Thì ngày nay đó, người ta đưa ra hai ý kiến: Nam mô Di Đà Phật và A Di Đà Phật. Thì cái quan niệm của mỗi người khác nhau. Có người thì bỏ chữ Nam mô, chỉ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật và niệm liên tục. Thì cái mục đích của mình niệm Phật á là để cho cái người họ sắp mất á, thì họ nhớ đến câu niệm Phật, họ đừng có ta kiểu mà quên đi những cái nỗi đau mà chuẩn bị lúc mà mình lúc đó là các quan gia, các nghiệp của mình đeo bám không cho mình giảng sanh, không cho mình giải thoát đó, thì họ đeo bám cho mình làm cho mình đau, mình không có nhớ câu niệm Phật. Thì mình cái câu niệm Phật niệm Nam mô Di Đà Phật và A Di Đà Phật cái nào cũng đúng. Có những người họ nói gì nè, bỏ hai chữ nam mô chỉ còn A Di Đà Phật thì không có đúng. Thật sự ra cái quan trọng là cái tâm cái người kia kìa, chứ không phải là mình là cái người đem cái đức của mình á tới, mình có cái thần lực mình trợ duyên cho họ bằng cái luồng điển quang, bằng cái từ trường, chứ không phải là câu Nam mô. Tại vì cái người mà họ đang còn nghiệp đó, họ niệm Phật họ chỉ là kiểu là họ rước thêm nghiệp thôi, chứ họ không có giúp gì đã. Mặc dù họ đến rồi cái thân xác hữu vi là có, nhưng mà họ có đang nghiệp họ giúp ai đó. Khi mà chúng ta có đức đó, chúng ta đến giống như là một vị sư vậy đó, đến khai thị cho họ, đến mà hóa giải cho họ, thì câu A Di Đà Phật hay Nam mô A Di Đà Phật thì cũng được. Thì thường đa phần là đội hộ niệm đó anh, niệm rất là nhanh, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm liên tục, niệm kiểu là không ngất quãng để cho cái người kia nhiếp tâm. Thật sự là cái nào cũng đúng hết, không có gì quý vị đừng có trách.
Vì quan trọng là cái người kia kìa có hưởng được không, chứ không phải là mình. Người kia có cái lúc mà mình niệm nó, cái quan trọng là kết quả nha. Mình niệm nhưng mà cái người kia họ có nhất tâm không, là do cái đức của mình, cái đức của mình từ chữ mình phát ra, làm cho các quan như trái chủ cũng là mình nói là buông tha và có cơ thể người đó so dịu những cơn đau, họ mới nhớ đến câu niệm Phật. Thì cái nào cũng đúng, mà quan trọng là mình có đức, mình đến mình niệm thì nó hiệu quả hơn rất là nhiều, từ chữ mình phóng qua và người kia cảm ứng được. Nam mô A Di Đà Phật. Thì cũng theo như mụ dung như vậy, thì nếu mà niệm Phật á mà nó chưa được nhất tâm thì tâm mình nó bấn loạn, thì như vậy á thì có được bạn giảng sanh không hả mụ dung? Thì lúc trước em có nói rồi đó anh, quan trọng á anh niệm hay không niệm cái gì đó, hay là không phải mình niệm Phật mà giảng sanh, mình không niệm Phật là không giảng sanh. Khi mình mất thì cũng phải đi theo cái lực nhân quả, mình xuống dưới ha, cũng phải đi lên bằng căn tội phước như thế nào. Rồi cái người này làm phước nhiều mà tội họ ít thì họ được tái sanh, nhưng mà về cái cảnh giới nào cái phước nhiều thì tái sanh vô con nhà giàu, có phước ít thì tái vô sanh vô những cái cảnh khổ, hoặc là phước ít nữa thì mình bị đọa vào những cái cảnh giới là địa ngục hoặc là ngạ quỷ súc sanh đó. Thì cái làm gì nào cũng đâu phải xuống bằng căn công đức, đó là cái lực nhân quả, là ai cũng phải như vậy hết, chứ không phải chúng ta niệm hay không niệm hay không gì. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu mà như vậy thì cũng có câu hỏi của khán giả gửi về chương trình này như vậy nè Mộ Dung, thì tụng kinh á thì như thế nào mình mới đúng cách hả Mộ Dung? Cái đó em không biết đâu, tại vì cái em là không có ở trong chùa, nhưng mà nói tụng kinh cho đúng cách thì cũng không biết. Em thì không có đụng kinh, em là lật cuốn kinh ra em đọc tới đọc lui cái khúc đó, em đọc tới đọc lui, khúc nào không hiểu em đọc lại, khúc nào không hiểu em đọc lại, em hiểu hết cái cuốn kinh đó rồi xong tầm vài lần là em xếp cuốn kinh nó lại, tới bây giờ em đâu có đọc. Còn cái gì thì cứ đọc kinh mỗi ngày, đủ gì đọc như vậy mà các cái vong linh họ nghe được mình đọc thì họ cũng có phước và mình cũng có phước, và các cái loại côn trùng con vật họ nghe được mình cũng có phước. Nhưng mà em thì không có đọc kinh, em đọc hiểu lý kinh thôi. Còn cái việc đúng hay sai á thì mình đọc lại lời Phật mà, mình đâu có nói chuyện đúng sai ha. Thì quan trọng là quý vị đọc mà cái tâm mình thanh tịnh thì lúc đó mình đọc nó mới gọi là xuông văn, mà mình đọc nó có cái tự như là mình nói là có cái điển đó, mình đọc con người mình nhẹ nhàng bay bổng. Có bữa nào mà cái người từ trường mình nó mình đến cái dục cục đất á nó xấu á, mình đọc á anh thì mình bị liếu lử, hoặc là mình thấy mình cà lâm nè, hoặc là mình đọc sao mà cái chỗ này nó nặng nề là mình biết cái chỗ đó là cái người âm nhiều, cái từ trường nó xấu đó, là cái nơi đó là bị trượt quá nhiều đó. Cái đó là quan trọng, là khi nào mình đọc con người mình nó nhẹ nhàng nó bay bổng, là con người mình biết rồi, lúc đó là mình chúng ta đọc có hiệu quả rồi, lúc đó con người mình tâm mình thanh tịnh đó. Khi mình đọc như vậy mình phải trong kinh thì em nói gì nè, nó khác nhau mỗi chỗ khác nhau hết, nhưng mà thường thì ở trong cuốn kinh này thì em thấy gì nè, trong pháp qua hay là trong cuốn kinh thì có cái khúc vô đó, tịnh pháp giới chân ngôn là án lam với tịnh tâm nghiệp chân ngôn, và câu thần chú của hậu địa đó, thì sẽ đọc những cái bài chú đó cho cái con người mình nó đẩy ra những cái trượt đó, nó thanh tịnh, rồi chúng ta vô đọc kinh nó có hiệu quả hơn. Đó là theo cái ý của em là tịnh đọc chú, quý vị đọc chú là tịnh tam nghiệp chân ngôn, tịnh pháp giới chân ngôn, án hậu địa, rồi thêm một cái chú gì em quên này, có gì em nhớ em bình luận lại sao, là bốn, tất cả là bốn chú, và chúng ta mới vô cái hồi pháp của mình. Mô gì đó. Thì cũng cảm ơn Mộ Dung đã chia sẻ ha. Thì cũng theo như cái ý kiến mà Mộ Dung chia sẻ ha, thì cái lại sám hối Mộ Dung thì mình có tiêu được cái nghiệp không ha, thì mong Mộ Dung chia sẻ ý kiến của Mộ Dung ha. Được chứ anh, nói chứ tại vì em là người nghiệp dày nè, em lại sám hối một người em trở nên gì nè, em ví dụ lúc đó em hay bệnh và em đi khám không ra bệnh, và con người mình khi cúng sẽ dễ buồn ngủ và bị ngát và nước mắt mình chảy ra, và có khi là cũng làm cho mình làm biến không tu tập, nó giờ cúng nó làm cho mình làm biến buồn ngủ, đó là cái nghiệp của mình. Cái mình tu tập lại sám hối, mình hồi hướng cho các chư vị rồi đó, thì tự nhiên cái nghiệp nó dần tiêu từ từ, người mình tính giờ cúng là mình thấy nhẹ nhàng bay bổng, không có như lúc xưa. Hồi xưa thì lúc cúng thì mình buồn ngủ nè, mình làm biến, mình cúng thì 5 phút 10 phút là mình mong cho hết, nghĩa là mong cho nó hết giờ, hết cái nhang đó cho mình mau nghỉ. Còn bây giờ mình cúng thì mình không để ý đến, mình nhất tâm mà mình rất là thanh tịnh, và mình đọc xong rồi mình rất là nhẹ nhàng. Đó là mình lại Phật thì có thể tiêu tai, nhưng mà lại Phật cũng không thể tiêu tai là làm sao. Quý vị lại mà lại giống như là lại không có nhất tâm, quý vị lại gì nè, có thể là 100 lại quý vị lại có 5 phút mà chúng ta lại từng lại là làm cái gì, chúng ta hít vô, chúng ta thở ra, để con người mình là nghĩa là mình cân bằng lại, mình hấp thụ cái lực từ trường của thiên nhiên đó, con người mình hấp thụ vô cho nó nhẹ nhàng, đẩy những cái trượt ra, từ từ người mình thanh tịnh, mình tụng kinh niệm Phật,
lại sám hối nó mới có hiệu quả. Mà quý vị mà niệm Phật, lại Phật mà lại giống như là mình nói là cái kiểu mà cho có đó, thì thật sự là không có hiệu quả quý vị. Có người ta lại mấy trăm lại luôn, nhưng mà thật sự ra không có hiệu quả gì hết. Tại vì quý vị không có cái giây phút nào thanh tịnh của nó, quý vị lại kiểu mà không thành tâm. Nên quý vị lại Phật thì cái người lớn tuổi họ không đứng lên ngồi xuống được, thì mình lại từ lại Nam Mô Di Đà Phật, mình lại từ từ vậy nè, hít vô thở ra rồi chắp tay lại bình thường, Nam Mô Di Đà Phật, hít vô thở ra. Còn cái người mà khỏe thì đứng lên lại xuống vẫn hay hơn đó. Thì tùy theo trường hợp, những người họ lớn tuổi tay chân yếu đó hoặc là nhấc chân đó, thì mình lại từ từ. Nhưng mà mỗi lần như vậy nó phải nhất tâm. Còn quý vị lại Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật đó, thì nó khác đó. Có thể là tiêu nghiệp và cũng có thể không tiêu nghiệp, là do quý vị có nhất tâm hay không á. Nam Mô Di Đà Phật. Thì cũng cảm ơn Mụ Dung đã chia sẻ ha. Thì Mụ Dung ơi, thì cũng có một cái vị khán giả gửi về cái chương trình là nói như vậy nè Mụ Dung. Nó vì sao mỗi lần á cô đọc kinh Địa Mẫu á là thường hay khóc, hỏi Mụ Dung chia sẻ hay vì sao như vậy hả Mụ Dung? À, cái câu hỏi này nhiều người hỏi lắm. Không phải là ghi kinh Địa Mẫu đâu, mình đọc kinh Du Lan mình cũng có thể khóc nè, mình đọc kinh Địa Tạng mình cũng có thể khóc nè. Hầu như là mình đọc kinh là mình khóc, chứ không phải gì riêng kinh gì kinh Địa Mẫu. Mình cảm giác là cái mình xúc động đó, mình thấy thương đó, nghĩa là mình lúc đó tự nhiên cái hộp mình tự nhiên mình thấy mình có lỗi nè, hoặc là mình thấy thương các cái chúng sanh nhiều quá, tự nhiên con người mình bỏ bà lên mình khóc. Nên là khóc trong cái mình trong cái vô thức, mình cũng không có biết được tại sao mình khóc luôn nữa. Nhưng mà thật sự cái đó là tốt chứ không có xấu, tại vì cái xác của mình á đang bị cảm động nhiều quá. Chúng ta nhiều khi chúng ta đọc kinh đến khúc đó tự nhiên ta thấy thương cha mẹ quá, thương thầy tổ quá, ta cũng khóc. Gọi là lúc đó ta thấy thương chúng sanh quá, chúng ta cũng khóc nữa. Nhưng mà chúng ta đó là giai đoạn là đầu, từ từ chúng ta tu tập, chúng ta định đừng có khóc, trở nên bình thường luôn. Nếu khóc là chuyện bình thường, không có sao hết hả quý vị? Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, thì nếu như vậy thì trong khi đọc kinh á, thì mình phải định lại để cho cái tâm mình nó được nhẹ, lúc đó là mình mới không có bị gì, phải không Mụ Dung? Cái đó là phải qua quá trình tu tập. Bây giờ anh tu tập, người anh mới định được. Tu tập mà như thế nào là mình lại sám hối nè, mình trì chú nè, đó. Thì lúc đó con người mới định lại. Chúng ta đọc kinh thì chúng ta đọc xuông, nhiều khi chúng ta đọc một cuốn như nè, khi đọc mấy trăm lần luôn mà chúng ta không hiểu cái lý kinh, chúng ta đọc xong mà con người mình vẫn không thực hành được cái lý thuyết bên ngoài đó. Chúng ta quan trọng là chúng ta cái ở hành, chúng ta đọc xuông, mà cuối cùng là không có được gì cả. Quan trọng là cái hành, chứ phải là chúng ta đọc kinh như thế nào. Hay có những người họ đọc mấy trăm cuốn, mấy ngàn cuốn, họ bước ra họ vẫn cãi lộn bình thường, bước ra họ vẫn sân si ha, bước ra họ vẫn hơn thua và họ vẫn ham lam. Quan trọng là mình thực hành, chứ không phải đó là cái lý thuyết. Người khi mà mình giác ngộ rồi, mình đâu có giác cái như là anh đã bơi qua sông rồi, anh đâu có đem cái hiền cái bè lên bờ đó. Cái cuốn kinh là đọc cái lý thuyết thôi, quan trọng là cái hành. Em bây giờ đâu có đọc kinh đâu, đó là như vậy. Thì quý vị không phải là đọc kinh nhiều hay ít hay là kinh gì, quan trọng quý vị đọc rồi phải hiểu lý kinh như thế nào ha. Quan trọng quý vị phải hiền định nhiều mới có trí tuệ ha. Thì đọc kinh cũng tốt, cái nào cũng tốt, nhưng mà chúng ta nên hiền định, nên dành thời gian thiền định để mà mình sanh trí tuệ á quý vị, để thanh tịnh, để mình quán xét lại những cái việc mình làm như thế nào là đúng hay là sai. Và mình để mà khai thông trí tuệ thì mình thiền định sẽ được khai mở rất là nhiều và được sức khỏe nữa. Nam Mô Di Đà Phật. Thì Mụ Dung ơi, thì cũng có một cái câu hỏi như vậy nè Mụ Dung. Thì những người đó người ta tu tập á, nhưng mà khi trong một gia đình á thì dòng họ người ta phân biệt đối xử giàu với nghèo á, thì cái đó là cũng do một cái nghiệp gì ha Mụ Dung? Mong Mụ Dung chia sẻ ha. Có nghiệp gì đâu anh. Tại vì cuộc sống này, cái người mà họ có tiền thì họ tôn trọng, không có tiền họ khinh là chuyện bình thường. Chừng nào mà mình không có tiền mà người ta tôn trọng mình, nó mới gọi là chuyện đặc biệt. Là mình có tu đó, là mình có cái đức lớn đó, là mình không có tiền mà người ta vẫn tôn trọng. Nhưng mà thường đồng tiền nó đi đâu với phước báo. Mình có đức, có phước tự nhiên nó có tiền. Còn chúng ta ít tiền là do chúng ta hiếu phước. Chúng ta không thể nào bào chữa cho chúng ta là chúng ta không cần tiền. Khi chúng ta mà đủ phước rồi á, mình không cần người ta cũng đưa nữa, năn nỉ mình xài nữa, mà mình cũng phải lựa người mình xài nữa kìa. Nên cái chuyện mà mình không được bà con dòng họ tôn trọng là cái chuyện bình thường. Thì lúc đó là chúng ta đang thiếu phước á, nên người ta không có tôn trọng mình đâu. Là mình nói cái lời nói dù là nó đúng á, người ta cũng không có nghe nữa, người ta cũng kiểu là khinh miệt mình nữa. Nói không có tiền mà nói gì ai nghe, đúng không? Mặc dù cái lời đó là đạo đức, nó không có xấu. Nhưng mà cái người đó có tiền, họ nói cái lời đạo đức, người ta sẵn sàng người ta nghe. Tại vì cái phước báo người ta đủ đầy. Nhưng mà bù lại những trường hợp mà người con căn đó, họ đang khổ đó, họ đang tu mà kiểu hiểu dục đó, thì cái chuyện mà họ không cần tiền cũng không có phải nói là cái chuyện họ hiếu phước. Cái đó là mình phải nói về trường hợp khác. Còn trong cuộc sống đời thường của mình nè,
mình không tiền là tương đương chứ mình hiểu phước đó, tại vì mình có phước là có tiền, có phước là có đức là có tiền, đồng tiền nó tượng trưng phước đức, không phải là số tiền quá lớn hay quá nhiều nhưng mà mình đủ ăn đủ mặc đủ xài. Nhưng mà quan trọng là cuộc sống đời thường của chúng ta đó, chúng ta nói chuyện đâu đó đàng hoàng, chúng ta là đâu đó rõ ràng nên người ta tôn trọng mình trong cái cuộc sống đời thường nữa. Vì bình thường như mình sao ta mới không tôn trọng nữa đó. Như hồi xưa mình quậy quá không, bây giờ mình mới có tu người ta cũng sẽ khi dễ mình nữa nè. Cái gì phải chứng minh cho người ta bằng cái thời gian. Bây giờ đó giờ ăn chơi bây giờ mới có tập tu hoặc người ta cũng không tôn trọng mình nữa đó. Hoặc là mình giờ không có tiền, bây giờ mình mà ăn phát lên tự nhiên người ta nhìn thấy khác đó. Nó có nhiều trường hợp đó, nên cái chuyện mà khổ với cái chuyện khổ trong cuộc đời này là bình thường. Cái chuyện người ta tôn trọng người giàu mà không tôn trọng người nghèo, cái chuyện đó chuyện bình thường đó. Quan trọng là chúng ta nghèo mà được người ta tôn trọng mới gọi chuyện hay đó, là những người họ có phúc đức rất là dày đó. Nam mô Di Đà Phật. Thì cũng cảm ơn Mụ Dung đã chia sẻ. Thì Mụ Dung ơi, thì cũng như câu Mụ Dung nói là về tiền á, thì cũng có một cái câu hỏi như vậy nè. Thì việc mình đi mình lượm tiền trên đường hoặc là trên sông á, thì có ảnh hưởng hay là cái kiêng kỵ gì không nha? Thì mong Mụ Dung cũng giải đáp về mấy vấn đề đó ha. Lắm. Em nói anh nghe nè, lượm 1-2 ngàn ta nói xui, chứ lượm mấy triệu chắc hên đúng không? Bắt đầu 5-10 ngàn tiền lượm là xui lắm nha, không có lấy nha. Cỡ cọc tiền mấy chục triệu là lấy liền, không có xui, xui hơn thì cũng kệ. Chỉ chúng ta, những quan điểm chúng ta mắc cười lắm quý vị. Nên có cái này nè, thật sự ra là cái những đồng tiền người ta cúng tam tay bỏ rơi 5 ngàn, 3 ngàn, 10 ngàn đó, thì quý vị cũng đừng nên lượm. Thật sự để cho mấy đứa trẻ nó ngây thơ, nó vô tư đó, thì nó không có cái tâm, cái sân si, nó xài không sao. Thì chúng ta xài những cái đó đôi khi cũng ảnh hưởng, thật sự là có chứ không phải không có. Đó, thì chúng ta nên cân nhắc cái chuyện này, thật sự ra. Còn cái chuyện mà lượm tiền đôi khi cũng khi là cũng hên đó, chứ phải nói xui mà lượm tiền đó, là chúng ta cũng dị đoan nhiều thứ lắm. Nhưng mà nếu mà lượm thôi, số tiền lớn lớn đi, còn thấy 5-10 ngàn thì khỏi lượm, để cho mấy đứa con nít nó xài. Khi có tiền đó người ta cúng á, cúng cái ngã ba đường người ta bỏ đó, nhiều khi mình cúng mình xài cũng xui, tại cái xui người ta bỏ mình lượm lại mình xài, thật sự ra là có chứ không phải. Thì Mụ Dung ơi, thì cũng có một khán giả gửi về chương trình là như vậy nè Mụ Dung. Thì khi mà mình mời tất cả các chân linh á mà cùng mình tu tập á, xong á, thì ta phải khấn như thế nào? Thì những cái chân linh ấy để không có đi theo mình nữa á, Mụ Dung. Sự ra cái này là hai. Chân linh là ở ngoài hay là ở trong? Ở trong thân xác mình thì ở đâu mà đi? Mà ở đâu mà về mà đuổi người ta? Còn cái kia là ở ngoài, họ nghe. Họ nghe xong thì mình nói gì nè. Thôi, đến giờ tôi tu tập, quý vị, tôi đọc kinh xong không? Quý vị ai gì vậy nấy? Đó, thì cái đó là câu nói của mình. Còn cái kia là trong bản thể của mình. Thì mình không thể nào đuổi được, mình chỉ có tu tập và quá giải thôi. Mình tu tập mỗi ngày mình hồi hướng cho họ là từ từ họ giảng sanh thì quá giải, chứ làm sao mà đuổi họ được đó. Thì nó sẽ có hai là ở ngoài vô và ở trong thể mình có, thì mình không thể nào đuổi được, mình chỉ có tu tập và hồi hướng thôi. Đó là trả lời của em. Nam mô Di Đà Phật. Thì cũng cảm ơn Mụ Dung đã chia sẻ ha. Thì Mụ Dung cũng có một câu hỏi như vậy nè Mụ Dung. Thì cái trong cái cuộc sống của chúng ta thì thường có rất là nhiều người đeo dây chuyền á, mà hình Phật á, ở dưới ngực mình á, thì có một số người á, thì bảo là không có nên á, thì tại vì cái phần ở dưới mình ăn uống này kia đó, tất cả cứ cái tạp niệm, thì như vậy á, thì theo Mụ Dung nghĩ á, như vậy là có tội như không thế nào ha? Thì mong Mụ Dung chia sẻ các Mụ Dung. Nói chung cũng không biết nữa, tại vì cái này quá nhiều ý kiến, có người nói là tội, của người nói học tội, có người Phật mà sao đeo để trước ngực đó. Nói chung quá nhiều ý kiến, cái này thì Phật thì không có gì mà trả lời, toàn là chúng sanh trả lời thôi mà, chỉ là cái ý kiến mỗi người nêu ra. Rồi cái này là em nêu ý kiến của em luôn, chứ thật sự ra có khi tội có khi không tội quý vị. Có nghĩa là mình nghĩ Phật mình cung kính thì mình đeo trước ngực, đó là mình giống như là mình tôn kính mình mới đeo mà, chứ không tôn kính mình đâu có đeo. Nhưng mà quý vị đeo, quý vị đừng chui qua sào đồn nè, khi mình ăn ở vợ chồng nè, chúng ta lột ra, chúng ta đừng có đeo. Nghĩa là mình đeo mặt Phật mà mình ăn ở vợ chồng nó dơ nè, dơ giấy đó mình tháo ra nè. Còn mình đeo gì mình có những người họ hỏi câu gì nè, đi vô nhà vệ sinh rồi làm sao, phải thêm một câu nữa, vô nhà vệ sinh rồi có nên lột ra không? Mà đeo tiền vàng mà mỗi lần đi vô đi ra mà lột ra lột vô thì cũng bất tiện đúng không anh? Anh nghĩ sao nó cũng hơi nó rối rối. Thôi bây giờ mình đeo bằng cái tâm trơn đi, mình tôn trọng mình đeo, nhưng mà quý vị cũng phải hạn chế mức có thể mình chui qua sào đồ nè, đừng chui qua sào đồ. Và cái chuyện mà vợ chồng của mình cũng đừng nên đeo. Vì vô nhà vệ sinh bây giờ không lẽ mỗi lần đeo ra đeo vô, nếu mình đeo đồ mũ á, mình lột ra nó dễ, còn bằng vàng nó khó khăn. Thôi quý vị, nói chung là khi nào chúng ta đi đi đâu du lịch chúng ta đeo cho đẹp thì chúng ta đeo, còn nếu ở nhà thì thôi mình khỏi đeo, cái tâm mình có Phật được rồi.
Rồi có một dạng nữa là gì, họ đeo là gì, họ bệnh quá đó, họ người họ nhẹ, họ dễ bị nhẹ hơn dễ không bị người ta dựa đó, họ sơn trong đây nè, họ đeo để chấn cái bản thân họ lại ha. Thì thôi tùy theo quý vị chứ mỗi người một kiểu, em không có nói cái điều gì mà tốt xấu, nhưng mà thật sự ra dù chúng ta có bùa ngải cái gì đó, người ta sơn vài tháng hoặc là mấy tháng nó cũng phai chứ không còn hoài. Nên chúng ta hãy cứ niệm Phật và chúng ta có cái thần lực sẽ xua đuổi hết tất cả. Còn cái này là thời trang, thời trang thì em không có nói, em cũng không biết được, chúng ta tôn trọng mà chúng ta mới đeo, nhưng mà chúng ta phải đeo cũng tùy ngữ cảnh, tùy trường hợp nữa ha, chứ không phải mà cái trường hợp nào chúng ta cũng đeo xuyên suốt vậy thì có nơi cũng hay là không nên. Thì quý vị cũng phải cân nhắc trong chuyện này theo Nam Mô Di Đà Phật. Thì cũng cảm ơn Mụ Dung đã chia sẻ ha. Thì Mụ Dung ơi, thì Quynh có câu hỏi như vậy nè. Thì trong lúc cái mình ngủ mê á, thì cái những cái thần thức của mình nó sẽ đi đâu ha, về đâu ha Mụ Dung? À, sao em biết được? Nói chung á, cái khi mình ngủ á, mình xuất thần á, xuất hồn mình đi á, thì mình sẽ thấy những cảnh giới. Có nghĩa là nếu mà anh có tu đó, anh sẽ thấy được nhiều cảnh giới quá đẹp. Có khi cho mình biết trước nhiều cái cảnh mà tương lai luôn. Có nghĩa là cho mình thấy cái cảnh này, hoặc thấy trên cung trời nè, thấy bông hoa, hoặc là mình thấy mình đi đi học, hoặc là mình thấy mình gặp người này người kia rất là vui vẻ, gặp ăn uống, có người gặp ăn uống, người gặp đi du lịch, có người gặp thấy người thân đã mất. Nói chung rất là nhiều cảnh giới, nói chung là không biết được đâu. Thì nhưng mà cái giấc mơ cũng nói lên được rất là nhiều điều. Khi chúng ta thấy những cái điều tốt đó, thấy những cái cảnh giới đẹp đó, thì hãy hiểu rằng là chúng ta là đang tu tập tốt đó, cứ thế phát huy. Có khi chúng ta thấy gì nữa nè, thấy chúng ta đang bay, có nghĩa chúng ta lúc đó chúng ta tu cũng được, cũng ổn rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta bay, thấy chúng ta bay bổng thì rất là tốt. Quý vị cứ thế mà phát huy. Nếu mà chúng ta có những người câu hỏi đã sẵn, ai clip coi lúc này em sẽ trả lời luôn. Thì cô đó cô thấy thời gian bay và thấy được giúp nhiều người, và đi đâu cũng gặp người chết, và cô giúp người ta cũng được, nói chung là cũng ổn đó. Nhưng mà sau này á, cô không thấy nữa là lý do làm sao. Lúc đó là sau này mình lo vô đồng tiền đó, cái mình quên đó, thì mình sẽ không có thấy nữa, mình không có thấy mình bay bổng. Mình kiểu mình nói giống như là mình thi rớt rồi đó. Thì cái tiền thức mình có, tàm thức mình có tu rồi, thì mình thấy những giấc mơ đó rất là tốt. Sau này chúng ta lo kiếm đồng tiền thì chúng ta không có tu tập, chúng ta bỏ luôn đó. Thì cuộc sống bình thường không có xấu, mà cũng không có làm gì hại ai, nhưng mà chúng ta quên tu tập thì bị mất đi. Chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ có lại, thấy chúng ta bay bổng lại bình thường. Và có một trường hợp nếu chúng ta tu đó, thời gian chúng ta sẽ thấy được những ông bà người thân của mình đó anh, thì có thể là họ báo cho mình giấc mơ là họ cũng được giảng sanh, hay là nếu mình thấy người thân mình á ở cảnh giới tốt á, nghĩa là người thân mình là kiểu là mình tu mình muốn nguyện người thân mình biết gì đi đâu đó, thì mình thấy được thì cũng rất là tốt. Còn người thân mình ở cảnh giới tốt á, thì mình sẽ thấy rất là hình tướng rất là vui vẻ. Còn nếu mà những người thân mình không có tu đó hoặc là khổ đó, thì mình thấy họ trong bộ dạng rách rưới đau khổ. Thì quý vị cũng phải tu tập hồi hướng cho những người thân của mình, thì có nhiều trường hợp lắm, thì mình tu mình sẽ thấy được nhiều cảnh lắm. Thì xong rồi chở gì đâu cái gì đâu, thì tỉnh dậy mình là mình đó, chúng ta đừng có chìm đắm trong giấc mơ quá. Nếu chúng ta tu tập mà tốt á, thì chúng ta sẽ ngủ rất là ngon, lâu lâu thỉnh thoảng mới nằm mơ. Chứ nếu mà mơ hoài như vậy dễ bị trôi luôn. Tại vì khi chúng ta có hồn chúng ta đi, có khi chúng ta bị mê cảnh, chúng ta gì không được, cái con người mình ngơ ngơ ngáo ngáo, bị mất hết hồn vía đó, còn có mấy hồn mấy vía thôi. Nên có những người mà chúng ta không tu đó anh, là mơ người ta ngủ đi chơi không đi luôn, không có gì. Và có những người họ kêu như vậy nè, chị này ở Hà Nội, chị gọi điện, chị nhắn tin cho em là bữa chị gặp ba chồng của chị, chị bắt đầu đọc kinh Địa Tạng và chị thấy ba chồng của chị, ba chồng chị cho chị ăn dưa muối đó, thì cái hồn chị cũng ăn luôn. Thì chị ăn xong chị bệnh, chị nhập viện quá trời luôn. Nếu mình nói là sớm chết đó, thì quý vị cũng phải nên để ý cái người thân của mình mà về cõi lành á, thì mình nói chung mình biết cái hồn mình khôn, mình biết. Như người ta rủ mình đi chơi không có gì từ chối nha, quý vị mình mà đi á, hoặc là quý vị già một cái là quý vị có thể là bệnh rất là nặng luôn. Tại vì cái người mà họ mất á, có những khi họ về cảnh giới không có tốt. Còn là những người mà họ tiên đó, tiên thánh đó, dắt mình đi về cảnh giới đẹp đó, thì quý vị đi xong cũng bình thường, đi xong người ta cũng trả mình về. Còn người thân ông bà mình ngủ mình đi đâu, quý vị đừng có đi. Có khi ở cảnh giới đó người ta thấy mình khổ quá, có những người khổ quá đó, cái cúng của quyền than khổ này nọ nè anh, cái của quyền mình nói thôi đi không, đó là nghĩa là kiểu thấy mình khổ dụng nổi dắt mình đi đó, là mình sẽ mất luôn á, là nghĩa là mình không có về được nữa. Thì quý vị cũng phải nên nói chung cân nhắc trong những giấc mơ. Nếu mà cái hồn của mình khôn thì mình phải biết trả lời là không nha, hoặc là ai ngủ mình đi thì đừng có đi, để mình đi rồi xong mà không có về được thì rất là khổ ha quý vị, khổ cho người thân của mình á. Nam mô Di Đà Phật. Thì theo như Mụ Dung vậy thì những người phước mặt á, thì họ không có đi đầu thai được, thì họ ở lại, một là của quyền của mình, hai là những cái vong hồn vong linh dắt dưỡng á, thì như vậy thì mình phải làm sao hả Mụ Dung?
của quyền của mình á, không phải nói là không đầu thai hay là không như thế nào cả. Có nghĩa là khi là của quyền của mình mất rồi, cũng giống như mình vậy nè, mình mất rồi, mình được quyền đi đầu thai hoặc không đi đầu thai, tại vì phước báo mình có. Có nghĩa là mình không có lên trời mà mình cũng không có xuống địa ngục, mà mình ở cảnh giới đó, là cảnh giới đó, vẫn lấy chồng, vẫn sinh con, vẫn lấy cái, vẫn đi buôn bán, vẫn mặc ăn bình thường luôn anh. Đó thì cái cảnh đó là gì, họ thấy cái cõi người này là quá khổ đi, thì họ thấy họ sinh ra là phải ở trong bầu thai của người mẹ, rồi phải chịu đựng, rồi từ từ lớn lên từ từ phải đi học này nọ đó, rất là khổ. Thì đi làm sống gì rất là mưu sinh, rất là khổ, thì họ không có quyết định là đi đầu thai nữa, thì họ ở cảnh giới đó vẫn được đó. Nhưng mà cảnh giới đó là như thế nào, cảnh giới đó nó rất là lâu tiến quá, tại vì mình làm người nè, anh làm người anh mới có chết, anh mới có bệnh có đau, anh mới có làm phước được, anh có sự cố em mới giúp anh, em mới có tăng phước báo. Còn cảnh giới đâu có ai chết đâu làm phước, anh hiểu ý em không? Thì cảnh giới đó là mình không có làm phước, nên cảnh giới đó nó cũng khỏi, không nói là khổ. Còn những cảnh giới khác đó là khổ hơn, là túc dưới địa ngục dưới đó, thì làm sao được lên mà cho mình thấy, chỉ được lên hồi tháng 7 thôi đó. Thì có những trường hợp thì họ còn phước đó, họ đi về họ cho mình báo mộng là như vậy, để mà kiểu còn phước đó cho người thân thấy là để mình làm phước đó, để mà người ta được giảng sanh về cõi lành. Có những người thân là được được đặt khách đó, tại vì cái họ còn chút phước sẽ về cho mình thấy như này nọ, sẽ báo mộng mình, rồi mình làm phước rồi tự nhiên xong rồi họ được giảng sanh, rồi về báo mộng lần nữa là ba được đi đầu thai rồi, hoặc em được đi đầu thai rồi. Đó là nhiều cảnh giới vậy. Còn những người mà khuất mặt anh nói đó, thì mình cứ tu tập, mình hồi hướng cho họ thôi, họ tự họ tu, chứ làm sao mình biết được anh. Cái linh hồn họ chịu tu họ mới giảng sanh, còn nếu mà họ không chịu tu á, có khi họ là ma làm quỷ mình đâu có biết được đâu. Ơ, tại vì nè, nếu mà họ đã chịu tu thì họ đã tu lâu lắm rồi, làm gì có vụ mà con ma mấy trăm năm mấy trăm tuổi, tại vì chính họ không có chịu tu. Tại họ phát nguyện họ chịu tu là họ sẽ tự giảng sanh. Em ví dụ giống như là cái chùa đi, đến tụng kinh thì sẽ có rất nhiều vong linh nghe, có những người nghe được, có người không nghe được. Nhưng mình có tu thì các vong linh không làm hại mình được, quan trọng là mình có tu hay không. Chứ nó chứ họ buông bỏ là họ tu được rồi, mà quan vấn đề là họ còn chấp. Bởi vì khi mà mình nói pháp gì nè, mình được cái lợi ích, họ nghe được, mà họ buông bỏ là mình được giảng sanh. Họ được giảng sanh là mình được phước báo, còn nếu mà họ không buông bỏ thì thôi. Giống như là mình có cái áo giáp, họ không có tới hại mình được, thì cái đó là tự thân họ, tự linh hồn họ buông bỏ mới được. Còn không thì thôi, chứ mình không có biết được, khó là khó ha. Nam mô gì được. Thì cũng cảm ơn Mụi Dung đã chia sẻ. Thì cũng theo như Mụi Dung như vậy á, thì một khi mà mình muốn cầu nguyện cho đất nước của mình nè, hiện tại đang có thiên tai nè, tất cả các thứ nè, hoặc là mình muốn cầu cho một ai đó bình an hoặc ấm no hạnh phúc, thì mình phải đọc những cái bài kinh nào ha. Thì mong Mụi Dung chia sẻ ha Mụi Dung. Cái đó em không biết thôi, tại vì em thì lên mạng á, muốn cái gì cũng gì lên mạng search bài cầu nguyện. Bài cầu nguyện có sẵn hết trơn, nó có rất là nhiều. Tại vì mỗi người có một cái cách cầu nguyện riêng, một cái cách cầu xin riêng, nói chung là cái văn tự đó khác nhau. Thì quý vị lên mạng, quý vị search ra, có rất nhiều bài, quý vị thấy mình hợp với bài nào thì mình chọn cái bài đó ra mình cúng. Thì giống như cái bài cầu an, có không phải một bài cầu an, có rất nhiều người, nhiều bài cầu an. Mỗi người sẽ cho một cái bài cầu an khác nhau, nhưng mà mình thích cái bài nào, mình cảm mến cái bài nào thì mình chọn bài đó. Nó không có một cái khuôn khổ nhất định, mà quan trọng là cái gì? Cái tâm của mình và cái đức của người đó đó. Cái như anh lập cái bài hương án đúng không? Cái người nào họ có đức, họ làm cái bài hương án nó có hiệu quả hơn cái người không có đức. Đó là cái gì quan trọng, cái người đứng ra có đức hay không. Khi chúng ta cầu an dụng về, nhưng mà cái tâm mình có là mình có phước hơn người ta. Còn khi ta đọc ro hao hao bất tuyệt, nhưng mà cái người này ăn thịt ăn mặn và làm không có làm, có nghĩa là họ phạm giới nhiều quá đó, họ đâu có phước. Và người kia họ mới hơ hà, nhưng mà họ có cái thật hà, họ có biết làm phước, đó là họ giữ giới, họ ăn chay, nhưng mà họ không có biết chữ nhiều. Nhưng mà cái đức họ có, cái tâm họ có, quan trọng là cái đức ha, chứ không phải là cái người đó có bài kinh gì như vậy. Quý vị lên mạng sạch đi, rất là nhiều trời mô gì được không. Thì cũng cảm ơn Mụi Dung ha. Thì Mụi Dung ơi, cũng có một cái khán giả hỏi là như gửi về chương trình hỏi như vậy nè Mụi Dung. Thì cái những tiểu tam á mà thường hay quyến rũ á, với gù quến phá hoại gia đạo của người khác á, dạ, thì cái nghiệp của người ta sẽ lãnh cái quả như thế nào ha. Thì mong Mụi Dung cũng chia sẻ ha Mụi Dung. Cái này không biết anh ơi, cái gì thường trên mạng trong kinh nói á, là nếu mình phá hoại người khác á, mình xuống dưới á, mình chia cưa hai nấu dầu, hoặc là mình bị phạt những hình phạt là mình phải đọa địa ngục. Có những người nếu mà không đọa địa ngục, sau này biết tu tập trở lại thì sau này quả mai của họ đó, còn được cái duyên phước đó, họ biết quay đầu hướng thiện lại đó, thì họ sẽ chịu cái quả đầu thai làm người, làm bé người ta. Mình có chồng mình
có vợ bé mình đau khổ sau này mình cũng giống vậy đó, anh hiểu ý em nói không? Hoặc là mình quen sau này mình làm con gái, mình quen bạn trai gặp ai cũng cũng kiểu lừa tình mình hết, mình đau khổ vậy đó, mình gieo cái nhân là hễ sát, mình nhận là cái quả là hễ sát, rất là đau khổ, hễ đau khổ gì hễ sát và đau khổ tinh thần. Sau mình làm bé người ta, mình lén lút mà mình không được yêu thương nè, có nghĩa là mình đã có con với người ta rồi, mình bỏ không được mà mình đến không xong, mình vợ lớn người ta phát hiện, người ta đánh đập chửi mắng mình cứ hay hoài, khi mình gieo cái nhân gì thì mình hưởng cái quả đó, là như vậy. Còn cái chuyện mà nếu mà quý vị biết quay đầu hướng thiện thì vẫn bị trả quả nha, chứ không phải trả quả, chúng ta quay sau này sẽ bị người ta lừa gạt làm cho mình đau khổ giống vậy, tại mình làm cho người phụ nữ kia đau khổ, còn mình sau này mình nhận cái quả lại đau khổ như vậy. Rồi nếu mà chúng ta quay đầu lại thì còn trả quả được, còn nếu không xuống dưới là cưa hai nấu dầu, đó là quả đó, cưa hai nấu dầu đó là gì, các bạn Như, lo như nếu mà như vậy thì người nam có bị gì không nhé Nội Dung? có chứ anh. À, tại vì cái này là do người nam, tại vì nếu mà anh đẹp trai, anh có tiền, anh nhà giàu thì cái điều này, đương nhiên tất cả người phụ nữ sẽ quay quay quanh anh, nói chuyện, nói chuyện bình thường. Nhưng mà anh là người có bản lĩnh, anh bước ra được, anh không quen ai cả, anh là biết đây là người phụ nữ là cùng tôi đó giờ rất là tảo tần sớm hôm, bây giờ mới được cái công danh sự nghiệp này, anh vượt qua được thì anh được cái là người phước báo, anh được là nhân đạo rồi đó, phước báo đó, anh chết là được làm thần đó. Thì cái này là mình nói là cái chuyện đó nó bình thường thôi, còn cái chuyện mà cái chuyện mà bị nhiễm thì hàng nay ngày nay ai cũng bị nhiễm hết trơn, nhưng mà quý chị có vượt qua không, quý chị gieo cái gì quý chị gặp cái đó, quý chị gieo ít trả ít, cái gì gieo nhiều trả nhiều. Ví dụ đi vợ mình không thương, mình thương cái cô gái này, mình đưa tiền cho cô gái này thôi xong không, mình chấp nhận bỏ vợ mình theo người này luôn, và cuối cùng là gì, hai người đến với nhau rất là hạnh phúc, có thời gian sau nó bỏ mình đi theo người khác, tài sản mình mất trắng hết, đi lang thang là quả báo hiện tiền luôn, một rất nhiều câu chuyện, chứ không phải bây giờ là một câu chuyện mà một hai câu chuyện, mà mình thấy rất nhiều câu chuyện mà bỏ vợ bỏ con đi theo người khác bị có báo rất là nhiều, ngay hiện tiền luôn, chứ không phải chờ kiếp sau. Nếu chúng ta sống thì chúng ta còn chờ kiếp sau á quý vị, là mình không không có biết được, tại lúc đó mình chuyển kiếp mình đã uống canh ăn bà rồi, bây giờ mình sống hiện tiền gì nè, mình thấy gì để mình tu, cái kiếp sau cái mình không biết, cái mình nói trời ơi kiếp này có làm gì đâu mà khổ vậy, mình đâu có biết, tại vì mình ăn cháo lú rồi, còn kiếp này là mình còn khổ, mình còn ý thức được mình phải tu. Có những người hiện tại họ, nếu mà nghe em nói bài này đó, rất nhiều người quý vị có khi là mình nói dùng từ là khổ quá đó, cái đầu mình làm liều quá, mình nhắm mắt đưa chân làm liều, có nghĩa là cái yêu cầu của người ta là mặc dù là ăn bánh trả tiền tưởng là xong một lần rồi thôi, nhưng mà cũng là cái nghiệp gì, tại sao chúng ta khổ quá chúng ta không tìm cách nào đó mà chúng ta đi làm cái công việc đó, cái gì cái đó là cái nhu cầu của người ta, cái này là mình có tiền mình cần tiền mình cho người ta, mặc dù là không có kiểu mà không phải là tiểu tam đó, không phải là tiểu tam có nghĩa là không có qua lại, chỉ là một lần thôi chúng ta cũng mang tội nữa, đó là cái tội gì, tội tà dâm đó, nghĩa là mình quan hệ với người không có chồng theo kinh Phật nha, không có chồng mà trước hôn nhân cũng là tội nữa. Sau này là mình tuổi trẻ, mình giờ là hiện đại, chứ hồi xưa đó nếu mà nói là gì là cũng là tội, nên bây giờ mình nói sau chuyện này thì nó không hay. Nói chung mà quý vị thấy ai có tiền có điều kiện mà quý vị đi theo như vậy không tốt, tự mình làm đi, tự mình làm mình có ăn, thì người ta làm cũng gây dựng cực khổ lắm, người ta mới có điều kiện, bây giờ mình thấy người ta đẹp trai bây giờ có phong độ có tiền, quý vị đi theo để quý vị rút ngắn con đường đau khổ quý vị, quý vị muốn đổi đời đi, nhiều khi quý vị nghĩ vậy là quý vị sai đó, người ta quen mình được, người ta bỏ ra được, người ta cũng bỏ mình được luôn quý vị. Thì quý vị hãy hiểu là cố gắng chịu cực chút xíu đi, rồi sau này là quả ngọt, rồi chúng ta cố gắng làm tròn nhân đạo, chứ chúng ta thấy người ta già chúng ta đi theo vậy cũng không tốt. Còn các người nam á, đừng có thấy vợ mình sau này lớn tuổi, thấy các con nữ trẻ đẹp quá mình đi theo, sau này người ta quen mình được, người ta bỏ mình được, rồi sau này mình thân tàn ma dại. Thật sự ra câu chuyện này rất nhiều người bị rồi, chứ không phải một hai người, quý vị cũng phải nên cẩn thận ha, chúng ta cứ tu tập đi, cái chuyện cái ái dục từ từ nó sẽ diệt rồi, nhưng mình cũng không có ham muốn nhiều nữa, đó là do cái lòng ham của vị thì sẽ người ta sẽ xuất hiện, người ta ngủ quấn, nếu mà mình không có ham muốn không ai đến ngủ quấn gì được hết, đó là lỗi do mình mô như ra Phật. Thì trong tất cả các sắc thì cái sắc dục là nó đứng đầu tiên để làm cho người ta mê muội và tham lam sân si với tất cả các khác. Thì cũng cảm ơn Mụ Dung đã chia sẻ về cái tình và lý để biết mọi người biết sớm được quay đầu. Thì cái thời lượng chương trình cũng xin kết thúc tại đây. Thì Mụ Dung có những cái gì mà trong cuộc đời của Mụ Dung á, những có buồn đau khổ gì đó thì mong Mụ Dung chia sẻ cho bà con cô bác biết được không?
Thì nói chung cái câu hỏi mà Tiểu Tam ngày nãy đó, thì thật sự ra kiếp này em rất là khổ vì tình duyên. Thì tại sao mình không được hưởng lợi như người khác? Chắc em lúc mà em khổ em cũng niệm chắc kiếp trước mình cũng hại đời con gái người ta, nên kiếp này mình đầu thai làm con gái để mình trả quả lại. Nên quý vị, khi quý vị khổ á, quý vị cũng hiểu là mình đã gieo rất là nhiều rồi mình mới khổ. Tại sao cũng là phụ nữ như nhau, và cái người ta rất là sung sướng, cái người ta rất là đau khổ. Thì thôi quý vị gán sống kiếp này, quý vị cứ khổ, quý vị gán tu tập và lướt qua. Đừng vì chút đồng tiền mà mình muốn sung sướng đó, đó. Thì thật sự cái đồng tiền nó bằng cực khổ lắm. Từ mình đâu mình bay vô mình muốn ăn của người ta này nọ, thật sự cái chuyện nó mơ hồ nha. Thì mình đừng có gì chút đồng tiền, có khi chúng ta xài bùa xài ngải nữa rồi, để mà kiểu cho mình sung sướng đó. Thì thật sự là cái nào cũng có tội hết, chúng ta đang xài cái âm đức của chúng ta mà chúng ta không biết, chúng ta nghĩ đó là không vô tội. Thì quý vị thấy đó, có những ai mà xài bùa ngải thời gian thì bị phản lại nha. Hoặc là các cô gái mà ham tiền đó, quen để da đó, có khi bị tả axit này nọ hoặc bị đánh ghen rất là đau khổ. Thôi quý vị cứ sống là mình đi, khổ ăn cơm ăn gạo ăn cháo thì cũng được. Chúng ta thật sự không cần rất là nhiều tiền đâu, tại vì chúng ta vì nhu cầu bản thân, chúng ta thích mua sắm đồ hiệu, chúng ta thích chạy theo kiểu mà muốn 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 lấy le với mọi người, chúng ta khổ thôi. Chứ chúng ta sống mà buông bỏ sĩ diện thì chúng ta mặc bộ đồ cũ mà mặc lại nhiều lần cũng không sao hết, chứ không cần phải mỗi lần là mặc đồ mới không ha. Thì quý vị là do quý vị tự, quý vị cái nhu cầu của quý vị làm quý vị khổ, không ai làm quý vị khổ đâu. Chúng ta ăn cũng có bao nhiêu hết đó. Thì quan trọng là cái tâm quý vị thấy đủ là đủ rồi. Thì chúc quý vị an lạc, ai cũng khổ hết, mà quan trọng quý vị có vượt qua hay không. Thì Thánh Phật Trần Quỳnh cùng Lam An Giang thì xin kết thúc video tại đây. Thì chúc cho cả nhà có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc, được nhiều năng lượng trong cái cuộc sống. Thì cũng cảm ơn Mụ Dung đã chia sẻ về tất cả các về đạo và đời. Thì cũng cảm ơn Mụ Dung rất là nhiều ha.